tin hay 24 giờ, trang thông tin về sức khỏe nhanh chóng, tập hợp thông tin uy tín với độ tin cậy cao có chọn lọc mỗi ngày. Xin chào các bạn. Mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu thêm thông tin về chữa đau lưng bằng rễ đinh lăng cần lưu ý gì. Đau lưng thường gây nhiều khó chịu cho người bệnh, khiến người bệnh cúi, ngửa, đi lại sinh hoạt khó khăn, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đau lưng do đâu? Theo y học hiện đại, đau lưng do nhiều nguyên nhân như thoái hóa cuộc sống thắt lưng thoát vị để đệm cột sống thắt lưng, do sang chấn cột sống thắt lưng, hoặc có thể do nhiều bệnh lý nguy hiểm như ung thư cột sống, lao đốt sống. Theo y học cổ truyền có bệnh danh yêu thống thường do phong hàn thấp xâm nhập vào kinh lạc gây khí trệ huyết ứ, do can thận hư không nuôi dưỡng gân cơ gây ra. Đinh lăng có tác dụng thông kinh lạc, hành khí hoạt huyết, bổ khí huyết nên có tác dụng tốt trong điều trị đau lưng do lạnh, do thoái hóa cột sống thắt lưng. Đinh lăng còn gọi là cây gỏi cá, nam dương sâm. Tên khoa học là Polyscias fruticosa, lời đồng nghĩa Panax fruticosum thuộc họ Ngũ gia bì. Theo các nhà khoa học, người ta thu hoạch rễ đinh lăng vào mùa thu đông, cây đã trồng được 3 năm trở lên. Rễ đinh lăng có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, tác dụng bồi bổ khí huyết, lưu thông khí thuyết, đã thông kinh mạch, trị đau lưng rất tốt. Bài thuốc điều trị đau lưng bằng rễ đinh lăng nguyên liệu 20-30g rễ đinh lăng. Cách thực hiện: rễ đinh lăng rửa sạch sau đó thái mỏng phơi khô, thêm một ít gừng mật ong sẽ có hiệu quả cao hơn. Các nguyên liệu trên cho vào ấm sắc uống. Một ngày sử dụng 2 đến 3 lần, sử dụng trong 7 đến 10 ngày triệu chứng đau lưng thuyên giảm dần do kinh mạch lưu thông, khí huyết đầy đủ. Rễ đinh lăng phối hợp với các thảo dược đông y trị đau lưng. Bài thuốc chứa đinh lăng nguyên liệu: 10 g rễ đinh lăng, 10 g thiên niên kiện, 10 g độc hoạt, 10 g trần bì, 10 g quế chi, 10 g đại táo, 10g tần dao, 10g cam thảo. Cách thực hiện Rửa sạch các nguyên liệu trên cho vào ấm sắc thuốc, sắc uống ngày 2 tháng 3 lần cho đến khi triệu chứng đau lưng thuyên giảm hẳn khoảng 7 đến 10 ngày. Rễ đinh lăng ngâm rượu Nguyên liệu 100g rễ đinh lăng 100ml rượu trắng Cách thực hiện Rửa sạch rễ đinh lăng, sau đó thái thành miếng nhỏ. Chuẩn bị binh thủy tinh rồi bỏ rễ đinh lăng vào ngâm rượu, uống trong khoảng một tuần. Ngâm khoảng 2 tuần là uống được ngày uống một cốc mắc trâu khoảng 40ml, không nên lạm dụng rượu gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Rượu đinh lăng có tác dụng phong tán hàng, thông kinh mạch, tiêu viêm, điều trị đau lưng do phong hàng rất hiệu quả. Ngoài ra còn bồi bổ khí huyết, tăng cường sức khỏe. Lưu ý khi dùng đinh lăng điều trị đau lưng. Trong quá trình điều trị, bệnh nặng lên không thuyên giảm phải được đi khám bác sĩ, thăm khám định kỳ theo dõi tình trạng sức khỏe. Trong rễ đinh lăng có sabonin nếu dùng quá nhiều có thể dẫn tới mệt mỏi tiêu chảy nôn mửa hoa mắt chóng mặt do đó không nên lạm dụng bài thuốc từ rễ cây đinh lăng phụ nữ có thai cho con bú người suy giảm chức năng gan thận không sử dụng rễ đinh lăng điều trị đau lưng không sử dụng dược liệu cho người dễ bị dị ứng quá mẫn với thành phần trong cây đinh lăng trong quá trình điều trị đau lưng cần dành thời gian để xương khớp phục hồi tránh khiên vác nặng không làm việc quá sức tránh căng thẳng kéo dài Tâm lý cần thoải mái, xây dựng chế độ ăn phù hợp, ăn nhiều canxi, vitamin, khoáng chất, tránh xa thực phẩm nhiều dầu mỡ, tránh ăn quá mặn hoặc quá ngọt. Trong quá trình sử dụng rễ đinh lăng sắc uống hoặc rễ đinh lăng phối hợp với thuốc đông y không nên ăn nhiều rau muống, củ cải vì có thể làm giảm tác dụng bài thuốc. Lưu ý, khi dùng rễ đinh lăng trị đau lưng không nên ăn rau muống. Các bạn vừa tìm hiểu xong thông tin chữa đau lưng bằng rễ đinh lăng cần lưu ý gì, chúc các bạn thực hiện thành công và có nhiều sức khỏe. Hãy bấm theo dõi kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.